ngày 31 tháng 3, Công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình cho biết đang lập hồ sơ xử lý những người dương tính với ma túy bay lắc trong quán bar Angel Club thuộc phường Đồng Phú ở thành phố này. Tối 30 tháng 3, Công an thành phố này huy động gần 100 chiến sĩ bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Angel Club. Thời điểm kiểm tra, trong quán có 50 người bao gồm khách và nhân viên của quán. Công an phát hiện nhiều người đang bay lắc trên nền nhạc mạnh, nghi có sử dụng ma túy nên đã cho xét nghiệm nhanh. Kết quả kiểm tra cho thấy có 29 người trong số đó dương tính với ma túy. Những người này đều ở độ tuổi thanh niên, gồm có một số là nữ giới. Tại cơ quan công an, bước đầu những thanh niên này khai nhận đến quán bar này để sử dụng dịch vụ và có dùng thuốc lắc để tăng hưng phấn. Công an đang làm rõ nguồn gốc số thuốc lắc này cũng như điều tra vụ việc. Với những người sử dụng ma túy để bay lắc, công an đã lập biên bản để xử phạt.